chết rồi. Anh ơi! Thế là cô đau lắm không con? Hả? Gì đây? Cố gắng lên nha con. Nhỏ quá, mua cái loại của con nít cho nó. Dạ. Để mẹ lau tay em ạ. Con. Ô, chết rồi. Tai tít bị cái gì thì ra vàng vàng thế này nhỉ? Em tít coi để mẹ coi nào. Tai tít bị sao nhỉ? Sao mà lại nước mũi vàng vàng này? Ô, chết rồi. Anh ơi! Anh ơi! Ơi! Dạ? Em ra đây coi này, tai tít bị làm sao á? Sao? Mà lại có mũ sao thế này? Cái này là mũ phải không? Như là mũ tai rồi. Viêm tai hay sao á? Anh này phải đi khám rồi. Ủa ôi. Lên viện thôi. Xem nào. Ủa này. Ôi giời ơi. Không được rồi, không được rồi. Không được rồi. Thôi, đưa đi khám đi. Để đi khám, em ngày mặc đồ cho nên để 300 đồ lên cho đưa em đi khám. Thế này. Mặc đồ cho em đi. Mang đi cho em đi đồ. Đau không con? Chứ có đau không con? Kêu được rồi, nhưng đau rồi cũng không biết luôn. Giờ ra mũ luôn rồi mới biết. Ba xếp đồ lấy thêm sữa đi cho con nhá. Để nó để ba đi lấy xe ra. Để bây giờ em mẹ xem nào. Để tiếp cho mẹ xem nào con. Ôi không biết nó làm sao không. Tai mũ không. Đau không con? Thích đau không con? Thế là có đau lắm không con? Hả? Trời ơi, trộn thích thế. Đau rồi không biết làm thế nào. Nha, ba chở em đi khám mấy thuốc nhá. Ba lấy xe ra rồi đi. Đi nào. Để, ba cho em đi khám nhá. Khám xong rồi về với mẹ nhá. Đây là ba nè. Ba đi rồi con thì điện với cho mẹ nhá. Ừ, mẹ có chú với đây không? Chú áo ăn. Cô Tít đi cẩn thận nhá. Mím này nhá. Để ba đi nhá.
ở vùng xa lắm, nó con ngủ nó cũng ngủ trong người ba nhá. Lên thành phố rồi nè, đợi một tí nữa là tới rồi nhá. Khám cho bé. Dạ. Bé bị sao đấy anh? Bị chảy mũi lỗ tai. Dạ. Bé này tên gì anh? Cô Tiếp. Vệ sinh nó được không? Dạ. Anh lấy nè, anh quấy nhẹ nhẹ thôi, để lấy cái dịch em coi. Không có gì đâu. Mặt tạp nhỏ. Bị mấy ngày rồi? Mới bị hồi trưa đây. Có sốt? Mới phát hiện. Không nghĩ nào con. Thì nó hay tự tắm không hay là em tắm? Là... em tắm. Cho nó hay nước vô. Nhưng mà tắm xong nó cũng kiểu như bắt đầu này là chảy ra. Cái này thì chắc chắn là viêm tai rồi, mà em chưa biết là nó có xâm nhập tới cái viêm tai dữ hay không. Mình cái này mình nội soi được không? Không có đồ để nội soi. Nói chung là nó bên thú nó không có đồ mềm, còn đồ cứng luôn, mà nguyên một cái ống sắt cứng như vậy, thẳng như vậy, cho nên là nó không thẳng như tay được.
chắc mình thuốc về ấy. Cái này em vệ sinh tay được đúng không? Vệ sinh tay cho nó được đúng không? Mình đưa cái này vô lắm nó mịn rồi. Mua cái loại của con nít ấy, nó dạ. Bằng nửa cái ống này nó. Mua cái loại của con mít cho nó. Dạ. Loại của con mít nó dễ vô. Cái này nó bự lâu. Mày mấy năm rồi? 3 tuổi. 3 tuổi. Tụi này được mấy tuổi ta? Này yên nào để bác sĩ xét nghiệm máu cho con này. Cắm nó, không có cái kim mà. Đừng nghe cắt. Con bảo này nó đi xong rồi. Chị cứ làm bình thường đi. Không được bị con Abo nó cắn một lần. Sợ lắm. Không phải cắn mà nó rứt đầu rứt tóc. Con này không. Đừng có, nó chảy máu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số lượng đây rồi nhé. Cái này là bảy gì đây? Bảy viên hả? Này bảy viên, nói chung là cái này nó chỉ có dạng gói thôi. 250 mg nó chỉ có dạng gói thôi, nếu như mà nó có dạng viên thì càng tốt. Có dạng gói bột pha uống, cá dạng gói có dạng gói. Tê 500 mg. Cái này là break 50 mg, còn này là viên 7 viên. Cái này là nhỏ tăng, cái này là nhỏ tăng, nhỏ cái nhỏ rồi đúng không? Cái này thuốc người ấy nhé, như người mà như mít rồi, nó dùng thuốc của mít này. Bao nhiêu tiền em gửi ạ? Em mua thuốc à? Không ba hai bảy sáu.
6168 61 61 anh tên gì ạ? Cái người giàu không, người nhỏ mình vui nó được không? Nó lớn là mình vui nó được không? Ý mình vui quý vị nó nhỏ. Thế ăn được không? Ăn được không? Dạ. Dạ em ăn được gì không? Ăn dạ. Uống nhá. Là ngày hay làm sáng tối gì? Ăn trước uống đúng không? Uống trước. Đây là ăn xong rồi mình uống nhá. Ăn xong tầm nửa tiếng sau á. Nếu mà hay nôn á thì em uống trước ăn cũng được. Ba về vệ sinh tay cho con nhá. Em cảm ơn nhá.
chưa? Mai tao đi về nhá. Để mày lo. Đâu vui đây. Bọn này là mấy tuổi rồi em? 3 tuổi á. Bọn em nuôi là từ nhỏ hay sao? Dạ em nuôi từ nhỏ rồi. À, về cho bú luôn á hả? Dạ. Thank you.